Wow, chinh quá. Đúng rồi, ôi dồi ôi, yêu anh bơ chưa? Bây giờ mình sẽ thực hiện một challenge. Thử mặc đồ của anh Thử mặc đồ của anh bơ cho hôm bơ. nay. Hôm mai, ba đâu rồi? Quay ngoắt đi chơi luôn. Không quan tâm. Bây giờ biết bò rồi là chỉ có đi lang thang khắp nhà thôi. Quan tâm gì ba ở đâu, mẹ ở đâu nữa đâu. Nha. Em, này cho em xem này, em xem trong em ở trong camera nhá. Wow. Wow. Xinh quá. Xinh gái quá. Rồi rồi, phát hiện ra rồi, phát hiện ra rồi. Phá 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 phá. Lao vào phá. Ai đấy? Ai mà xinh thế nhỉ? Em phô mai chứ ai vào đây nữa? Phải phô mai không hay là bạn? Đấy, ai ở trong camera đây? Ai trong màn hình đây? Em nhây nhây. Em nhây nhây. Hôm nay ơi, anh bơ này. Anh bơ. Anh bơ và em phô mai. Đang nhìn thấy ông này làm trò khùng điên. Đây là ai? Đây là phô mai. Úi dồi ôi, phô mai một cười thế nào. Quay ra đây cho cô chủ xem em phô mai này. Yeah, phô mai đây. Phô mai lắc đầu. Đấm lưng cho bạn ạ. Ô trời ơi, thích quá. Trời ơi, để con gái được nhờ rồi. Đấm lưng nghe được nhờ rồi. Trời ơi, ngồi tìm được cái đống quần áo của anh Bơ từ hồi anh Bơ 6 đến 9 tháng này. Với cả có mấy cái quần áo mà đợt trước mình vẫn giữ lại ấy, để xem phô mai có mặc được không, là ba dịch ra. Quần của anh Bơ. Ba nhớ bộ này không? Có, bộ này là bộ đi chụp ảnh. Đây là Chụp ảnh bộ 35 bộ ảnh đầu tiên của Bơ chụp ảnh Tết. Hồi đấy là nếu mà Tết thì là Bơ sẽ vào tầm là khoảng 5 tháng rồi đấy, 5 6 tháng rồi đấy. Đây, cái bộ này là cô Chloe mua tặng Bơ hồi Bơ bé xíu. Vẫn giữ ở đây này, mấy phô mai. Cái này của con trai, mấy phô mai mặc được không? Ôi, cái này cũng của anh Bơ hả? Ừ, cái này bộ này cũng của anh Bơ luôn Bơ đây cũng có này, một có cả bộ áo và gần quần đây này. à ừ. Đấy, bộ ấy xinh lắm. Đúng rồi. Bộ này thì hình như là cái hồi sang sang nhà mới đúng không? Thế có mặc một cái bộ này tập Đúng đứng rồi, ấy, tập đứng đứng ấy. lúc tập đứng ấy. Đấy, bộ này này. Đã, quần áo của Bơ nhiều lắm. Quần áo của Bơ hồi đấy mình soạn ra, trước khi chuyển vào đây mình soạn ra phải 3 thùng. 3 thùng to. Mà được tặng cũng nhiều, xong rồi kiểu bạn bè mình có con người ta lớn rồi ấy, xong người ta cho cũng nhiều, thế là mình cũng cho họ hàng nhà mình nhiều lắm. Mình chỉ giữ lại kiểu những cái mà xinh xinh ấy, xong rồi để cho hai anh em mặc giống nhau rồi xem nhìn nó như nào. Cái này chật quá rồi nhỉ. Không, đâu có chật đâu, tại nó đang mặc áo ở bên trong. Cái này yêu này, cái này có mai mặc Cái được này này. hồi đấy Bơ cũng mặc chụp một bộ hình. Đấy, bây giờ Này không có ai mai mặc mặc được được rồi đấy. đấy. Xinh. Chủ yếu mấy cái đồ mà mình hay giữ lại ấy là đồ của bên Macro, với cả đồ của Boo Baby, rồi La Pom ấy, những cái chất rồi những cái kiểu dáng nó rất là minimal, rất là classic thì dễ để mặc từ bạn này sang bạn kia. Rồi bây giờ chồng sẽ là người ra luật. Vợ chồng mình sẽ chọn mỗi người một bộ cả quần và áo cho Phong Mai thử để xem bộ nào Phong Mai mặc đẹp trai hơn. Đẹp trai hơn nhá. Thì người đấy thắng. Ok, bắt đầu. Nà, đây là bộ đầu tiên của Ôi, mẹ giống Trinh. bơ lắm Giống bơ lắm Đây là bộ trang phục đầu tiên của stylist Trinh Phạm. Yeah. Mọi người thấy sao, đẹp trai không? Mọi người chấm điểm ở dưới nha. Bộ của mẹ Trinh bao nhiêu điểm nha, tí nữa chấm bộ của bạn Thành nha. Đói rồi, cháu đang đói rồi. À, đòi lấy cái mic. Chào cô chú nè. Xin chào mọi người ạ. À.
ơi, đây là outfit. Đây là outfit mà ba Thành Cào đã style. Đẹp trai quá nhỉ. Chắc chắn là công tử nhà ai. Công tử nhà ai đây? Công tử dài các kiểu. Công tử nhà ai đây? Tóc dài giống hai anh tính. Ở đây là kiểu tóc được tạo nên bởi độ bóng. À không, à băng. Độ bóng là tạo nên bằng dầu cá hồi và thêm một chút vỏ quýt. Thêm một chút hương vị thanh thanh của quýt. Kèm theo một chút mùi của tôm. À con đeo. Con đeo cái đấy lên đầu hả? Cài vào tay. Tưởng đây là cái cặp tóc. Trục trặc say ló. Tiếp nào say ló tiếp nào. Ông đi đơm đó. Tiếp tục say ló nào. Sở thích của cháu bây giờ là đu các loại chân bàn chân ghế. Giống anh Bơ hồi xưa thế nhỉ. Hành động giống anh Bơ lắm rồi. Ơi ba đây, bám ba rồi, đói rồi đúng không? Ru lên người ba đói rồi đúng không? Ba cho đi ăn nhá. Các cô chú ơi, cháu đi ăn nữa nhá. Bye bye. Chào Bơ, chào Phong Mai. Hôm nay con sẽ biểu diễn đu xà cho mọi người xem. À biểu diễn đu xà hả? Ừ. Thế Bơ phải giới thiệu cho cô chú biết là Bơ có cái gì mới, cái xà mới chứ đúng không? Cái xà mới. À được. Bây giờ cô chú ra xem Bơ có cái xà mới nào. Ok, con chỉ cho. Đây, bây giờ con sẽ đu cái xà này. Wow, ai mua cho Bơ cái này, ai mua cho Bơ cái này? Ba. Ba, để làm gì, Bơ tập xà để làm gì nhỉ? Để cơ nó khỏe mạnh. Con khỏe mạnh, ok. Rồi bê dụng cụ ra tập cho cô chú xem nào. Thế con có thích cái xà này không? Có. Thế con tập đi xem nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ôi dồi ôi, tập khỏe thế. 100 luôn hả? Cố lên, cố lên. Wow, được 100 luôn. Thế là con có thể giới thiệu cho mọi người con học đu xà này ở đâu? Con học đu xà này ở đâu con? Con ra đây nào. Con học ở lớp hả? Thế tập xà này, mỗi ngày một con tập xà này là con cao nhanh lắm đấy. Thế hình như á, ba thấy con cao lên rồi đấy. Cao sắp chạm vào trần nhà, sắp bằng ba rồi. Vũ không đâu mới ra được tầng đấy thôi. Thế hả con? Đấy, em ra cổ vũ con này. Thế hình như con cũng đang thích một món quà gì nữa đúng không? Thế á? Món quà đấy thì phải làm như nào để có được món quà đấy? Con phải viết thư hả? Viết thư cho ai? Cầm nước cho đúng bút đi con. Cầm tay cầm cho đúng kìa. Rồi. Đủ chưa? Còn việc tốt gì nữa không? Gửi cho ông được chưa? Được. Mẹ mà phải luyện cho đẹp đã, viết này chưa đẹp ông không đọc được. Bây giờ mình mới biết cách viết đã. Nhưng phải viết đẹp hơn nhá. Hôm nào bắt cho ông đến nhá. Ừ, bây giờ mình vẫn còn thời gian là cho đến lúc mà Noel mình mới gửi cơ mà nhá. Ok, cho mọi người xem cái con.